Rồi chào mọi người ha. Nay cửa hàng em về được một con Huena 268 XP anh em. Con này là máy khai thác ha. Con này là mạnh hơn thằng 365 luôn ha mọi người. Con này là nguyên zin bãi Nhật về ha. Nguyên zin chưa xịt bóng, xịt yết gì hết nha mọi người. Mới chùi dầu ra thôi ha. Nó còn rất là đẹp luôn ha. Mặt tiền nè mọi người. Tiền rất là đẹp, bô bọng rồi còn rất là đẹp luôn. Hàm rồng bá nền luôn nè, Huena 268 ha, nè 268 gỡ super đen. Cái lam này 56 65 ha mọi người, xích thì thay mới rồi ha. Lam này lam Latin, cái lam đẳng cấp luôn mọi người. Lam này anh em đi mua đi cả triệu luôn cũng không có được cái lam này đâu ha. Lam này lam riêng theo máy, lam bản lớn chạy xinh lớn luôn ha. Con này là 268 ha, XP ha mọi người. Hàng đẳng cấp ha. Đây là 268 XP. Nguyên zin nha mọi người, zin từ con ốc cho mọi người luôn ha. Nên là em là chuyên máy cưa xích hàng bãi Nhật ha. Cái trang Facebook là nội địa Nhật, trang fanpage là chuyên máy cưa xích hàng bãi Nhật nha mọi người. Có số điện thoại Zalo của em trên đây ha. Rồi để em vô phần test mẫu nha. Cái này là tay nhựa luôn nha mọi người. Trời, tay nhựa chạy khỏi nói luôn. Mọi người. Máy thì điển xịn nên cái đồ ổn định nó rất ngon, rất là ngon nha mọi người, rất là bền luôn ha. Mọi người bây giờ đã bỏ ra số tiền là 6-7 triệu mua con Huba 53 của 365 cũ á. Thật sự là nó không có bằng con này đâu mà tí nào đâu ha. Con này em bán với giá là chỉ là 4 triệu rưỡi thôi nha mọi người. 4 triệu rưỡi bao gồm 100% bảo hành đầu nòng động cơ cho anh em 6 tháng. Nói bảo hành cho anh em yên tâm đi thôi, chứ anh em mà xài kỹ nhớ con này xài 10 năm bình thường. Kỹ nhất nhau mà mình phải lúc nào cũng phải pha, mà pha này phải pha nhất xịn là mình xài 10 năm là bình thường nha mọi người. Hàng này hàng xịn có thể điển nên chạy khỏi phải bàn. Mọi người bỏ ra 7-8 triệu mà mua con Huba 65 cũ á, thì thật sự là không lợi này đâu ha. Không đường nào chạy lại hết. Con này mạnh hơn, bền hơn, chạy rất là ngon luôn. Phụ tùng thì em bao có đầy đủ cho anh em ha. Nó một con máy 70cc mà là chạy anti kiểu này anh em hiểu rồi đó, quá dữ. Về là chỉ kêu giờ việc khai thác thôi nha mọi người, đặc biệt thêm cái lam quá dữ nữa, xích thì mình thay mới ha, quá ngon. Con này anh em khai thác là khoảng là đỉnh của chớp luôn, xẻ hay là khai thác gì cũng vẫn mạnh ha. 70cc nha mọi người, mạnh hơn 365 luôn.